bàn ba đấy. Đặt bàn luôn, bảo phương kia đặt bàn luôn. Đặt bàn đi, đặt bàn đi. Đặt bàn đi. Bảo phương lại bố trí luôn như là bàn một tiếng. Đây đây đây, anh Bính ạ. Thầy cũng bảo quản 3 đấy. 2 đến 7 quản 3 đấy. Bây giờ đặt bàn thì em gọi điện nhân viên dọn dẹp hết 7 giờ có mặt luôn. Riêng hôm nay anh mà ăn được nhá, đặt bàn VIP số 1 của chú luôn, chú mà đem ăn được. Anh Đông ơi, đặt bàn bây giờ để em gọi nhân viên dọn sớm đi, 7 giờ có mặt. Bớt cho 125 đúng không? Bớt cho 1200 á. Để chịu luôn thì 200 mày bớt gì? chuyện nhỏ nhưng mà sao lại để việc đấy 3 triệu thì bớt 100 thôi, còn anh chuẩn phí bớt là triệu rồi. Đặt bàn này, đặt bàn đi để gọi điện về 7 giờ lên luôn à. 7 giờ lên bác con không đi xe nào cho có điện nhé. Chào con nha. Cứ buổi chiều là buồn mọi người ạ. Thế với lạ, tính tôi có đặc điểm là cứ buổi chiều nó buồn. Thế là lại lăng quăng, lại ngồi đi lang thang uống 1-2 cốc bia. Em tưởng chưa anh hết rồi. Em thấy đội hình vẫn nguyên, thiếu anh em bảo cho anh Long này. Nét rồi. Về đi việc với bác hai, xong rồi cứ gọi nhèm nhéo mình bảo từ giờ đi xong. Là sẽ chưa được gì. Chào cô Hàn Quốc Kim Tây Hy nhá. Đâu anh buồn anh chỉ đi uống 1-2 cốc thôi cho nó vui ấy. Điều táo thôi. Người yêu thì đâu phải lúc nào ở bên cạnh mình đâu em. Chú Thảo chào cháu nhá. Vũ Thùng. Ok chào bạn nhá. Gọi em tên Hoa. Được thì bây giờ anh lại còn tên tiếng Việt của cô là cô Hoa. Cưới thôi anh ạ. À. Ok. Để anh hỏi họ nhà gái xem thế nào đã nhá. Em ngồi bàn khác mà anh ấy ngồi bàn khác mà có ngồi chung bàn đâu. Nào ơi. Anh Tú AK. Anh sao sao? Tú ơi. Quê anh chạy rồi, chú thông cảm anh cái nhá. Xe hôm nay thì đéo nó gặp các em của mình rồi. Ô, bây giờ ra để thằng này nó có cái chuyện nha. Thằng bé chắc không nhớ em đâu nhỉ. Ok, ở trên màn hình này thì anh không nhận diện được đâu. Anh Tú bảo em chào anh Thao kìa. Ok Tú nhá, anh rất nhớ chú. Hôm nay anh say rồi nhưng mà nói thật chú là live stream là anh ít lắm. Nhưng mà hôm nay có thằng em thì nó cho nên sóng thì có lỗi gì các chú phải thông cảm với anh. Anh thì là chỉ là chân mất mặt tết. Tú nhá. Thôi hôm khác anh em mình ngồi. Ok anh. Các Tú thì mãi mãi là em của mình rồi. Hay lắm Tú. Vài mưa nữa em về qua quán là nhận được em ngay. Ok nhá em, thằng bé nhá. Ok em. Nguyễn Xuân Nghiêm chúc hai vợ chồng 200 năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Ok ạ. Thằng Hiếu nó vừa bảo buồn cười quá, nó chạy đâu mất rồi nhỉ? Lần luôn được. Ôi ok. Chào anh Phương nhé. Ok em chào Phương. Ok nhá. Chào em. Chào bạn nhà. Xin lỗi em. Gặp anh.
cái đội bên kia ngồi nhiều gái lắm, nhưng mà mình không quay. Toàn một gái thôi. Mấy đại ca khỏe không, xin theo mấy anh cái gì? Mấy đại ca khỏe không, em xin theo mấy anh chưa trả lời em. Thực ra công việc mỗi người một việc, em chưa có, bọn anh toàn làm việc chân chính thôi, có làm gì kiếm ăn ấy đâu. Nhật Tiên, tôi bình thường bạn ơi, tôi vẫn khỏe. Nói chung là không có gì ngoài sức khỏe cả. Đây là thằng em của anh ơi. Nếu mà không để em ghi nhớ à, cái thằng Lễ này giờ nhìn thấy rồi, mày hôm qua mày nghĩ cái gì, mày dối dỗi anh thấy buồn mày quá. Đẹp dai quá đại ca, ô cái dẹp kẹo con đang đuôi. Ôi, điều chú đâu? Đang ngoài Đức à? Được rồi, trên nhà tìm đây uống bia cho anh. Ok Lễ nha, anh tưởng mày cứ phải bệnh nghĩ nhiều. Tính anh nào thì em hiểu rồi, mày cứ nghĩ nhiều đó ấy ra. Yêu cầu bên bàn kia uống ít thôi, còn tí lên ba còn uống nhá. Nguyễn Duẩn, ôi tên dài tê, thì cốc bia cỏ lao thằng em. Sao lại cỏ, đây là quán bia ngon đấy, không phải cỏ đâu. Ok Lễ nha. Ubin chào em. Trời tối chưa? Tối đâu? Ồ, này, trời tối. Này, đâu rồi? Trời tối rồi, tôi vẫn đeo cái kính cho nó uy tín hiểu không? Tối đây nhưng tôi vẫn đeo kính cho nó uy tín thôi, thông cảm nhá. Chưa? Đeo kính vào uy tín hơn không? Thank you.
Trong Ngọc Anh chào em. Ok, Thuấn Thạch Thất nha. Video anh chào em. Chút loa anh chào cô nha. Đấy, đồ ăn để trên bàn này, tôi không quay chứ. Thịt chó mình uống bia đấy khác. Công Bin anh chào em. Nguyễn Đoàn. Mồi đâu ấy anh đang ở gần nhà anh thôi. Vi Thánh chào em nha. Triệu Ghi Lô anh chào em. Cái gì lại quán? Cái gì quán gì? Anh ơi, quán Cô Hòa mà. Ôi, em chào anh Giai Linh Bùi nhá. Đây, anh Giai Linh Bùi dạo này lâu lắm rồi không hỏi thăm anh, lâu lắm không thấy anh đâu cả. Anh Giai ở ẩn quá nên là nhớ thì vẫn nhớ thôi, nhưng mà lâu rồi là chưa hỏi thăm anh Giai. Hưng Tao Tô, Hưng Long Tao Tô, anh chào em nhá. Anh Linh ơi, em thì em vẫn nhớ anh trong lòng thôi, nhưng mà lâu anh cứ ở ẩn ấy, nên là nhiều lúc thỉnh thoảng cũng tỉnh gọi cho anh xong rồi lại quên. Anh Giai giữ sức khỏe nhá. Hôm nào anh rảnh thì xuống em một buổi nhá. Đâu buổi chiều thôi, anh buổi chiều thì buồn thì anh chỉ uống 1-2 cốc bia thôi. Xong 7:30 là anh lại lên quán rồi, nên anh không uống rượu bia nhiều. Quán ruột đá, đúng rồi. Võ lên quán uống lốt chai rượu đi em ơi. Võ ơi, chúc khỏe, chúc em luôn khỏe và nhiều hạnh phúc. Vâng, em cảm ơn anh Linh nhá. Thôi anh Giai, hôm nào anh em alo cho anh xong anh xuống em một hôm nhá. Vâng ơi, dạ. Anh gửi một chai rượu ai gửi anh? Còn anh gớm mày, bọn anh có hôm nào thì sạch đi hôm đấy, có hôm nào gửi một chai rượu điều thế. Ôi giời.